Chào mọi người, hôm qua thì tình cờ là bớt bị tai nạn giao thông, cho nên hôm nay cũng có một số cảm nhận chia sẻ với mọi người. Thì cũng không có gì đặc biệt hết. Té lúc mà chạy xe, đang chạy xe trên đường đó, thì bị té xe rồi đập mặt xuống đường với cái tư thế như thế này nè. Đó, nằm dài ra rồi đập mặt xuống đường. Thì cái sau khoảng sau 5 phút á, thì những cái cảm giác trong người nó sẽ là nhức đầu ha, đỡ hơi chóng mặt, cảm giác buồn nôn, cái vị giác thì bắt đầu bị mất đi và rất là khó chịu. Và cái quai hàm á thì không có nhai được, thực sự điều đó rất là đau khổ, bởi vì không nhai được nên là không ăn được. Nói chuyện thì bình thường nhưng mà lúc mà mình nhai á thì không có nhai được, có thể là nhai bằng cái răng cửa thôi chứ không có nhai bình thường, rồi phải nuốt trọng, rất là đau khổ. Thì khi mà bị té như vậy cũng có xây xát một vài chỗ, và cái cách mà bớt sự khử trùng hôm qua ở nhà có anh chị là bác sĩ cho nên cũng biết được một số cách để khử trùng ha. Đầu tiên á, cái vết thương như thế này thì mình sẽ khử trùng sơ qua bằng oxy già. Mình không có nên đổ quá nhiều oxy già lên da của mình, nó không có tốt, nó sẽ làm chết tế bào da ha. Sau đó thì mình sử dụng cái loại thuốc này nè. Là thuốc nghệ, mấy bạn chú ý là có loại là 10%, xem ở đây ha, có loại 10% và có loại 20%. 10% thì nó đậm đặc hơn, còn 20% là đã bị pha loãng rồi. Cái thuốc này mình cho nó ra bông gòn ha, xong rồi mình chấm nó lên cái vết thương như thế này và đổ nhiều lên, không có sao hết, tại vì cái màu vàng của thuốc á sau khi mà mình rửa bằng nước thì nó sẽ bị mất đi, mình không có sợ nó bị dính như những cái thuốc nghệ khác, và nó cũng tốt cho da nữa. Cái thuốc này nó là dung dịch sát khuẩn dùng ngoài da, mình sử dụng tối hôm qua tới giờ thì thấy nó đỡ hơn rồi, mặc dù lúc đầu thì cảm giác nó rất là rát, hơi rát một tí thôi, không rát lắm, nhưng mà nó sẽ tốt hơn khi mà mình sử dụng, mình để sát khuẩn cho những cái vết thương như thế. Dạo này ở ngoài đường đó thì giao thông nó khá là lộn xộn cho nên mọi người đi đường cẩn thận. Ngoài ra thì sau khi mà bị té như vậy đó, cũng có thể có những cái phần mà mình chưa có kiểm tra được chắc chắn là nó có vấn đề gì không, cho nên sau đó thì mình cũng nên đến bệnh viện mình kiểm tra về vấn đề như là chụp hình đầu hoặc là các vùng xương khác để sau này không có bị ảnh hưởng về lâu về dài, cho nên mọi người cũng nên chú ý một tí sau khi mà mình bị chấn động cơ thể thì nên kiểm tra thật kỹ lưỡng. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt trong các mùa cuối năm để chuẩn bị đón năm mới nha.